Chào các bác ạ, hôm nay thì Mộc Hương Shop lại quay về với cái vòng huyết long. Loại hàng này là hàng đẹp các bác nhé, lại tiếp tục giới thiệu đến các bác. Và hiện tại thì đây là một cái vòng của một bác ở Bình Thuận, ở Phan Thiết, Bình Thuận đặt hàng. Thì cái loại này thì như tôi đã nói là chia sẻ với các bác là cái loại đẹp. Loại đẹp này thì hôm nay tôi sẽ test cho các bác để các bác xem là nó có độ thấu quang nó như thế nào này. Và thứ hai nữa là cái vòng 14 ly này mic con tì hưu này, 13 hạt và mic con tì hưu. Đây là có hai cái hạt bên ngoài này nữa này, là tôi vẫn gửi, nếu mà các bác đặt hàng là tôi vẫn gửi cho các bác, để các bác khi nào mà không thích con tì hưu này nữa, các bác bỏ ra, các bác có thể lấy dây dự phòng. Đây, lấy dây dự phòng tôi sẽ tặng cho các bác một đoạn rất là dài nhé, có thể xỏ được 3-4 lần. Và hộp này, hộp đựng và thẻ bảo hành của bên tôi mà hư xốp đó, thì các bác yên tâm là khi nhận hàng nó đầy đủ phụ kiện như vậy các bác nha. Thì ở đây thì bây giờ tôi sẽ test cho các bác là cái vì sao mà các bác nên mua sử dụng những cái sản phẩm loại đẹp như này. Cái loại đẹp này cũng là hàng, nói thẳng là cái hàng loại ra của hàng VIP nha các bác nha. Trên cái loại đẹp này thì có một loại nữa nó cực kỳ VIP, nó đỏ rực luôn, như tôi đã test. Nếu các bác đã xem clip của Mộc Hương Shop trước rồi đấy, các bác vào kênh của Mộc Hương Shop các bác xem ấy, thì nó có một cái loại đẹp là loại VIP cực kỳ là chất lượng, nó chọn từng hạt. Như cái loại này thì cũng chọn từng hạt thôi, nhưng mà nó là hàng loại ra. Ví dụ một cục gỗ mình có thể bổ được rất là nhiều hạt, thì có cái chỗ này nó đỏ, nó nhiều dầu, thì mình chọn cái loại đấy thành một loại VIP các bác nhá. Còn những cái chỗ nào mà nó kém hơn thì mình sẽ bỏ ra thành loại 2, nó loại 3. Dưới cái loại này thì nó còn hàng thường nữa, nhưng mà hàng thường thì nó đỏ rất là ít, nên là các bác rất là ít mua sử dụng. Đằng nào mình cũng sử dụng lâu dài một cái vòng thì các bác nên lựa chọn một cái hàng nó tốt một chút. Ví dụ ít ra cũng phải được cái hàng đẹp này trở nên. Hàng đẹp là mức giá trung bình và cái chất lượng nó trung bình các bác nhé, cũng rất là tốt rồi. Đây bây giờ tôi sẽ test cho các bác nha. Cái hàng đẹp này cái đèn này thì xin thưa với các bác là rất là chất lượng. Cái đèn chuyên để soi đá quý và soi gỗ, test gỗ, test đá. Các bác nếu mà các bác có điều kiện thì nên mua cái đèn này, nhưng mà thường là các bác chỉ đèn test bằng cái đèn flash thì nó không thể mạnh khỏe bằng cái đèn này được các bác. Đây tôi sẽ test cho các bác nhé. Đó các bác thấy mà rất là đẹp luôn. Cái đèn này thì nó ánh sáng của nó rất là mạnh, nên là nó cho nó ánh sáng đi qua rất là rõ, các bác có thể nhìn rất rõ đúng không ạ. Đó, nhưng mà khi mà các bác test bằng flash điện thoại thì nó sẽ không rõ bằng cái đèn này đâu các bác. Đó, thấy hạt nào nó cũng đỏ ao luôn đây các bác nhé. Đó, rất đẹp. Hàng VIP thì nó sẽ đỏ hết, nên trên này gần như là 90-95%, nhưng mà loại này thì nó đỏ được 50-60-70% thôi các bác, thì nó là hàng loại ra. Đây loại này nó phải 70% này, 80-70-65%, 70%. Các bác cứ xoay cái hạt đi. Nhưng mà ở nhà thì các bác lúc nhận hàng các bác test thì nó sẽ không có cái đèn để test đâu, các bác chỉ test bằng flash điện thoại thôi. Flash điện thoại thì nói thật với các bác là nó sẽ yếu hơn cái đèn này nhé. Các bác phải vào chỗ tối, chỗ nó ít ánh sáng. Ở đây là rất là nhiều ánh sáng mà tôi test đèn nó vẫn còn đỏ như này, thì chứng tỏ cái ánh sáng này rất là mạnh nhá. Đó, hàng này là chìm nước, các bác cứ thả vào nước thoải mái chìm 100%, bảo đảm với các bác luôn. Được kiểm tra hàng, được test hàng rồi mới thanh toán. Bác này thì bác ấy cũng có tuổi rồi, bác ấy cũng nhỏ người thôi, thì bác ấy có yêu cầu là đặt một cái vòng có tì hưu. Tôi xỏ cho bác ấy cái con tì hưu này. Đó, thì có điện thoại thì tôi sẽ gọi lại nhá. Cảm ơn các bác quan tâm sản phẩm của Mộc Hương Shop rất là nhiều, và nhiều số điện thoại gọi thì tôi không thể trả lời hết, hoặc là tin nhắn tôi không thể trả lời hết được, thì mong các bác hết sức là thông cảm nhé. Đó, thì cái vòng này thì giá của nó chỉ có bao nhiêu nhỉ, cả con tì hưu này con tì hưu này đã 200 rồi, nó là bạc mạ vàng nha các bác nhé, bạc mạ vàng cao cấp, mạ tĩnh điện rất là đẹp. Đó, nó rất là low file, khó file, hàng chuẩn của anh em tiệm vàng làm. Còn cái vòng này thì giá của nó là 750 thì đang được khuyến mại còn 600 các bác nhé. Và con tì hưu này là 200 nữa, tổng là 800 cái vòng này. Các bác nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Mộc Hương Shop qua số điện thoại 0987 86 3250 nha. Họ rất là đẹp luôn. Cảm ơn các bác rất là nhiều.
Xin chào.